Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bến Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em là cái nồi chiên không dầu Philips, cái model là HD9643 nha anh em. Đây là một cái dòng nồi không dầu cũng thuộc dạng cao cấp của Philips. Cái này thì là dung tích nó nhỏ thôi, là 3.2 lít. Còn có một loại nó y chang như vậy nữa mà nồi lớn hơn tầm khoảng 5 6 lít gì đó, thì theo hình biết thì giá cả nó lên tới có thể là 8 9 triệu gì đó. Thì cái nồi Philips này là thuộc dạng dòng cao cấp. Anh em thấy tuy là nồi nhỏ nhưng mà cái mức giá của nồi này lúc mà mới ra cũng tầm khoảng 4-5 triệu rồi đó. Những cái nồi mà nhỏ bây giờ giá cả trên thị trường đa phần là giá nó giảm đi rất là nhiều rồi, nhưng mà Philips họ vẫn còn giữ cái mức giá này, bởi vì bên trong cái cấu thành cái nồi này nó rất là cao cấp, những cái chương trình bo mạch đồ của nó là linh kiện là chất lượng tốt hết ha, nên là tiền nào của đó. Thì bây giờ hôm nay mình làm cái video clip này, mình chia sẻ với anh em cái vấn đề đó là những cái nồi mà xịn như thế này đó, hệ thống điện tử như thế này, chúng ta sửa chữa nó theo cách nào, chúng ta có nên áp dụng những cái phương pháp mà gọi là của những giáo sư, những thầy trên YouTube chỉ chúng ta một số cái cách độ chế hay không, có nên như vậy hay không ha. Thì ở nhà của Thịnh hiện tại cái này là cái nồi nhỏ, thì rất là tình cờ là cái nồi nhỏ này anh khách này anh mang đến cũng y chang như một cái nồi lớn mình vừa nhận của anh khách ở dưới tỉnh xa anh gửi lên, y chang vậy luôn nhưng nó lớn hơn. Và cái nồi đó, cả hai nồi này đều gặp phải một tình trạng lúc đầu tiên là nồi bị mất nguồn ha. Thì cái anh khách mà sử dụng cái nồi lớn kia, anh đã mang ra một cái nơi sửa chữa ở gần nhà của mình ở tỉnh thành xa, họ không chuyên, họ đã làm, họ đã độ chế lại đó. Thì khi anh gọi lên cho Thịnh, anh nói rằng tại sao cái nồi đó bây giờ có nguồn lại rồi nhưng mà vận hành nó gặp vấn đề như thế này, có nghĩa là chúng ta set up thời gian nhưng mà nó không còn đi theo thời gian nữa. Khi mà anh nhấn nấu một cái là nó nấu liên tục luôn, và tới lúc mà anh nhìn lại thì anh rút ra đồ ăn khét hết à. Đó, anh nói bây giờ có nguồn rồi nhưng mà nó gặp vấn đề đó. Thì khi mà anh gửi máy lên, Thịnh mở máy ra Thịnh kiểm tra thì Thịnh thấy như thế nào? Cái người thợ kia họ không chuyên về sửa chữa nồi chiên không dầu ha, họ đã làm theo cách họ đấu nối trực tiếp luôn. Thay vì tất cả những cái dòng nồi cao cấp này nó có một cái hệ thống bo điện tử nó điều khiển và nó vận hành cái chương trình theo đúng những cái bo mạch nó đã lập trình sẵn đó, nhưng mà do ảnh không biết cách sửa chữa cho cái bo mạch đó nên ảnh đã bỏ qua cái công năng của cái bo mạch luôn. Ảnh đấu trực tiếp vào cái thanh nhiệt đó, chỉ để nó có nguồn và nó nóng được thôi, dẫn đến cái hậu quả như anh khách đã nói là mở ra cái là đồ ăn khét hết. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ test thử đối với cái nồi nhỏ này, cũng là anh vị khách ở trên thành phố này mang đến cho Thịnh, giống cái tình trạng mất nguồn như cái nồi lớn kia Thịnh vừa kể luôn. Nhưng mà ảnh không có đưa đi đâu sửa sai cách hết, ảnh mang trực tiếp đến mình là cơ sở tiếp nhận đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem sau khi mình sửa xong nó vận hành như thế nào, nó có chuẩn như cái viên lúc đầu không nha. Giờ mình test thử nha. Đây, đầu tiên là chúng ta tắt nguồn nè, đó, bật nguồn nè. Ở đây nó có các thông số nè, nhiệt độ nè, nhiệt độ chúng ta sẽ chỉnh bằng cái núm này. Đó, tăng giảm chỉnh bằng cái núm này. Đó, mọi thứ anh em thấy nó rất là logic và nó đúng cái chuẩn viên như lúc đầu. Rồi qua thời gian nè. Đó, chúng ta dặn chúng ta chỉnh thời gian 2 phút, 1 phút, 3 phút gì đó. Đó. Đây là nút này là những cái chế độ menu mặc định sẵn nè, như khoai tây chiên nè, 180 độ 18 phút nè. Đó. Chúng ta có thể đó, gà, đùi gà rán, cá rồi vân vân nè. Đó. Giờ chúng ta thử để về chế độ một cái chế độ nào đó một cái thời gian ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta cho máy nó vận hành thử trong lúc mình chia sẻ tiếp. Rồi sau khi mình đã chọn xong, đây hình chọn 170 độ 2 phút mình nhấn vào. Đó, anh em nghe lắng nghe cái tiếng quạt nha. Đó, anh em nghe cái tiếng ù ù của quạt đang chạy, nó chạy rất là êm. Đúng chuẩn như cái lúc ban đầu. Đó, thì đây là cái kết quả mà Thịnh muốn hướng đến khi mà chúng ta sửa những cái dòng nồi chiên. Bây giờ nói thật, đối với một cái nồi rẻ tiền đi nữa chúng ta vẫn phải làm để nó về cái chuẩn zin như lúc đầu, thì anh em xài anh em mới có cái trải nghiệm như lúc đầu tiên. Bây giờ chúng ta độ chế ha, chúng ta độ chế, chúng ta làm câu thế này câu thế kia, giống như rất nhiều bạn trên YouTube chỉ người dùng cách sửa nồi chiên kiểu này kiểu kia, nhưng mà thật sự ra mấy bạn chỉ không tới đó. Có những cái mà nó khó khăn hơn, nó phức tạp hơn, ví dụ như đi về bo như thế này đó, các bạn chỉ độ đồ như vậy mình cho là không đúng cách nha. Đó, vừa phải làm sao mà nó xứng đáng với cái giá trị và cái chất lượng của cái nồi của mình. Mình mua một cái nồi cao cấp mà giờ mình về mình độ, anh em thấy đó, độ gì đâu mà nối trực tiếp vô cái thanh nhiệt luôn, giờ không biết thời gian gì hết, lỡ dù như quay đi uống ly nước nghe một cuộc điện thoại cái
quên mất tiêu cái thời gian, chưa nói là cái nhiệt độ là nó không chuẩn nữa, rút ra một cái là đồ ăn khét nghẹt liền. Đó, bây giờ đồng hồ đang đếm ngược nè, sắp hoàn tất cái quá trình nướng rồi. Quạt quay vẫn rất là êm ái nha. Đó, rồi Thịnh chia sẻ với anh em ha, vấn đề mình sửa những cái nồi mà mang tính chất điện tử như thế này, mình phải có kiến thức chuyên môn về cái linh kiện xử lý nữa, phải có IC rồi để mà thay thế ở trên bo. Đó, chúng ta không nên độ chế. Đó, chuẩn bị đếm ngược về không nha anh em. Đó, để coi nó có ngắt không nè. Đó, anh em nghe cái tiếng chuông báo không? Tít tít, đó là chúng ta biết điện ngắt tắt liền. Đó, rút ra là đồ ăn sẽ ok ngon lành liền ha. Đó, khi một cái nồi được xử lý đúng chuẩn nó là như vậy, rất là may mắn. Cái nồi thì lớn mà Hình kể câu chuyện lúc đầu á, tuy là anh đã đưa qua bên kia sửa chữa nhưng mà anh đã gửi lên cho mình và mình cũng rất là cố gắng và có một cái duyên nữa để cứu lại được nó về cái trạng thái như cái nồi nhỏ này. Đó, dĩ nhiên cái nồi nhỏ này nó công việc nó đơn giản hơn nhiều, bởi vì sao? Bởi vì mình đã làm được là người đầu tiên xử lý nó đó, mình biết cái bệnh và mình không có làm sai, làm đúng và làm đủ ha. Rồi ok, anh xin dừng video clip này ở đây ha. Nếu anh em có đang sử dụng cái dòng nồi Philips này, anh em lưu ý nếu gặp vấn đề cần tư vấn sửa chữa, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, Thịnh sẽ hướng dẫn anh em và đưa ra những cái giải pháp để cho anh em có được chất lượng sửa chữa tốt nhất, cũng như những cái lưu ý sử dụng để anh em dùng nồi làm sao cho bền ha. Rồi ok, bye bye, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.